Ừ, gia đình mình là mình không có dư để dành dụm sao, hai vợ chồng con không có dư, tăng số sống qua ngày, không có dành dụm gì được cái gì hết ra. Một ngày bán được có 100 vé hả? 100 vé rồi ông bệnh rồi mua thuốc chọn uống rồi đó, đó thuốc lao còn đó. Anh bị lao luôn hả? Lao á, lao lực á. Nằm bệnh viện ôi chá. Bệnh là 4 tháng rồi đó. Mà uống thuốc lao xin cần lao được 3 tháng. Dạ, mình là chị là gánh vác gia đình luôn hả? Chị đi bán gì nuôi hết gia đình luôn? Dạ. Tôi giờ con thì con đó, cái đứa con hai đứa có... gái nó ở riêng hết trơn rồi. Hai đứa gái là có xui rồi, có ở riêng rồi. Có xui hết trơn rồi. Rồi bé nhỏ mất rồi có xui chưa? Hôm nay nó chưa. Chưa có vợ hả? Chưa. Chưa có vợ. Nó còn thanh niên á. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tân TV. Thì ngày hôm nay Minh Tân đang có mặt tại nhà em Thạch Soi cũng vừa mất đi đột ngột. Vừa nãy thì Minh Tân cũng đã trực tiếp một video để hỗ trợ phụ gia đình, nói chung là xin tiền mai táng cho gia đình thì đang gặp khó khăn. Người mẹ thì bán vé số, người cha thì bị bệnh rất là nhiều chứng bệnh trong người thì cũng đang ở nhà. Thì con của chị cũng mất đột ngột á, không có tiền để mai táng thì cũng nhờ cộng đồng mạng để giúp đỡ chia sẻ phụ gia đình. Thì nãy mình ta cũng chia sẻ cũng được một mạnh thường quân ở Mỹ cũng đã giúp cho gia đình mua bộ quan tài, nói chung là không có tiền để mua quan tài, định tổ chức đám xong xuôi còn dư tiền thì đem tiền đó trả tiền quan tài. Thì mình ta chia sẻ liền thì được một mạnh thường quân, đó là chị VVN ở Mỹ đã ủng hộ cho 5 triệu để mua quan tài. Bây giờ thì mình ta cũng cập nhật video tiếp tục gửi đến của chú chị. Thì đây là các bà cụ trong địa phương làm bông để cúng làm lễ mai táng. Đây là bông theo của người dân tộc của cô chú chị. Chào bà. Dạ. Rồi tôi xin cảm ơn nha. Dạ. Mạnh Thường Quân ấy. Tôi có gặp lần rồi, tôi có chồng con chú với ổng nữa. À hay. Mạnh Thường Quân đúng á. À không phải, con cái con là con quay YouTube Quân chia sẻ. À con quay, đây là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Bảy mấy mấy. Bảy mấy hả? 77 á. À 77 rồi bà lấy nhiêu? 74. 74. Ồ đây toàn là mấy bà làm không à? Cái này làm bông gì bà? Dạ làm bông đăng cúng Phật á. Làm bông cúng Phật hả? Dạ làm tới ngày mai rồi làm lễ gì ăn á. Làm lễ ăn gì Phật á phải không? Dạ gì ăn Phật. À làm bông. Dạ. Nói chung là đám tang nào cũng phải làm này hết á bà. Dạ, làm gì không có tục lệ gì đó. Dạ. Thì con cũng đưa video này để lên cộng đồng người ta biết. Dạ. Theo phong tục của người Khmer đó. Dạ, nhiều dạ. Người ta không biết đây là cái bông để cúng Phật nè. Rồi ghim bông vô đó phải không? Dạ ghim, cái này là cúng tổ nè, cúng cho mấy ông nặng để trong hòm đó, ta đi á. À cũng như là đêm thiêu quá. Đêm thiêu quá à. Này trống nhạc chưa ta làm nè, trống nhạc. Trống nhạc riêng một mâm riêng. Dạ rồi còn một mâm nữa, một mâm là dạ. À. Làm lễ gì ăn á. Dạ dạ dạ. Ba phần lớn, ba phần. Thì đây các bà cũng lớn tuổi rồi cũng cái này gọi là bà cũng như là đi tu rồi đó cô chú chị, đi thiếp á, người Việt người là đi thiếp, người Khmer cũng đi tu rồi giữ giới rồi giờ mới làm được cái này. Thì cũng đồ cúng này thì làm di truyền của chú chị, nói chung là qua đời này qua đời khác á, theo phong tục tập quán người Khmer. Đồ cúng nè, trẻ trẻ đâu mới đừng làm đâu. Cái này người ta mướn mình là làm hay là tự mình trong xóm qua phụ bà? Tự thiện hả? Dạ là đám tang ở đâu là mình đi phụ hết. À, ở đây trong xóm là có mặt hết luôn hả? Có mặt hết trơn luôn. Wow. Đám từng, đám vỗ, đám vũ có hết trơn. Là người ta mời mình qua phụ. Dạ, ta mời là phụ, không có đám gì ta đi mời tới nhà. À. Mà ta chở mới đi được nha, không chở đi không nổi hay cái giò đi. Người ta chở phải không? Dạ. À. Cái giò nó bị yếu rồi. Làm xong người ta có cúng tiền cho mình không? Thì tùy theo, năm chục cũng có, 100 cũng có. Cho tiền cà phê phải không? Dạ, mình cúng thăm cao. À. Dạ, dạ, cũng như là làm phước thôi. Dạ, như người ta lì xì cho mình đi chùa phải không? Thì mình theo khả năng. Dạ. Có nhiều dạ. Bà nhiêu 50 cũng có. Thường thường là một đội của bà phải bao nhiêu người? Dạ. Bà Linh, Bình Linh à, 4 người. Khoảng 3 4 bà của chú chị. Dạ. Dạ dạ. Thì để con đăng video để có cô chú nào thương mấy bà
À, có lì xì cho bà thì con đem xuống cho bà ha. Dạ, dạ, tại vì dạ. Mấy bà đi chùa đi, nói chung là người tu không à. Dạ, lấy tiền rồi lấy đi chùa không dạ. Cô chú chị chứ không có xài gì. Mua đồ cúng rồi ai cần làm những đồ cúng trong cái địa phương theo mùa phong tục Khmer đó. À, mấy bà này đứng phụ làm. Người ta cho nhiêu cho. Dạ. Để con đăng có cô chú nào thương bà thì lì xì cho mấy bà thì con sẽ đem xuống. Còn em trai thì cũng chưa tới giờ liệm của chú chị, bây giờ đang cất gặp. Nãy người mẹ cũng rất là rầu lo rất là nhiều, thì sợ không có đủ kinh phí để làm đám tang cho em trai này. Thì mình ta cũng rất là vui, thì mình ta cũng vừa trực tiếp một video liền được Mạnh Thường Quân. Đó là chị VVN đã ủng hộ cho gia đình một cái quan tài cho em trai. Thì người mẹ nói thôi làm đám tang trước đi, rồi chừng nào dư tiền đem tiền nó trả tiền quan tài. Nói chung là mua thiếu quan tài đó. Giờ được Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho tiền quan tài rồi, bây giờ thì cũng có một số từ thiện người ta cũng cho người vài triệu để mua đồ lặt vặt, mua bông hoa trái cây cúng sư. Còn nữa mình ta cũng kêu gọi tiếp tục cô chú của nhà hảo tâm xem được video sẽ giúp cho gia đình có nguồn kinh phí để làm đám tang cho em trai này. Đây là mấy anh em trong địa phương qua đây phụ để cất rạp rồi dọn bàn ghế. Thì cũng chưa tới giờ để liệm của chú chị, giờ đang cất gặp từ từ rồi. Thì áo quan tài thì cũng đem qua rồi nè. Mua cái quan tài xong xuôi thì bận cái áo quan này vô. Áo này áo quan á, chứ không phải như người Việt thì một cái quan tài không. Người Khmer là phải cần cái một cái áo quan, tại vì cái quan tài của người Khmer rất là mỏng. Áo cái quan tài của người Khmer rất là mỏng, tại vì người ta thiêu á cô chú chị. Thiêu xài cái quan tài rất là đơn giản, cũng rất là nhẹ tiền, cũng khoảng 5 triệu một cái. Thì mình phải sử dụng một cái áo quan này, mình bao ở phía ngoài. Bao phía ngoài xong xuôi rồi mình tới ngày mình thiêu thì mình lột cái áo quan này ra. Đem đi, cái này là của chùa, mình mượn của chùa. Trong gia đình nào cần là phải vô chùa để mượn cái áo quan này. Thì cái quan tài cũng rất là rẻ, thì 5 triệu thôi có chị. Này, nãy mình tôi vừa hỏi giá xong 5 triệu thì được Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tiền để cái tiền quan tài. Và cái này là đồ để cúng ăn gì Phật, có hình Phật. Rồi cái này chắc thê hay là mượn của chùa nè. Rồi mình xong xuôi đám á, mình đem tiền đó mình cúng lại chùa, cũng không có tiền mua. Ví dụ mình mua này một bộ rất là nhiều tiền. Mình thỉnh tượng Phật, rồi áo cà sa, rồi vật dụng trong để cúng á, thì rất là nhiều tiền. Cái này mình sẽ thỉnh mượn của chùa xong xuôi mình cúng tiền lại. Đây. Thì cũng chưa tới giờ để liệm của chú chị. Chúng ta quay một video ngắn gửi cho chú chị. Đây phía sau. Ở đây thì cũng có bà con qua đây phụ để nấu bếp. Tôi xin bài bán. Sao chị? Vui. Chứ ăn không được quá. Đỡ đỡ lo phải không? Bây giờ phải ăn lo cho con mình chứ không ăn không được. Ăn được không biết nè. Ngán ngang vô nặng đó, còn lo nữa. Nhưng mà lại phiền. Sao con trai sao ở nhà nó có làm gì chị buồn không? Không. Hả? Con trai này nè. Công việc nó làm công việc gì? Thôi. Đi làm thành phố hả? Rồi mình có gửi tiền cho mẹ không? Gửi. Hả? Gửi nhiều không? Gửi, nó mới làm mình ơn, nó ít tỉnh. Nhưng mà chẳng gầy thích nha, thích tôi thanh như vậy. Có gửi mà ít, dạ. Ít thôi phải không? Còn thanh niên nói chung là nó không có xài, nó đâu có dư nhiều, tại vì thanh niên mà. Cái đó không bắt buộc. Mà quan trọng nó có hiếu cha mẹ hay không thôi. Nó có gửi về chút đỉnh cho hay không? Có. À. Không đủ
tiền xài thôi, đi gửi 1 triệu 2 triệu có. Ừ thì có gửi cũng vậy, cũng có hiếu rồi. Nếu cái thằng thì nó làm á, thì nó ăn chơi không mà nó không có gửi về ba mẹ, nó là một. Rồi về, nó về lâu chưa? Về cái này chừng cao nó bệnh là 2 tháng rồi. À, là về 2 tháng nay ở đây luôn. Rồi mấy bữa trước nó có cái dấu hiệu gì không? Nó buồn rầu đi không? Nó có đưa cái niềm trước cho chị nó biết là bữa nay nó có trong nhà cái gì hết trơn á. Nó về hồi hôm nay cơ bỏ đi rồi đó, đi chơi. Ừ. Rồi sáng mất hồi mấy giờ? Sáng nay nó mất hồi mấy giờ? Chừng Tết. Chừng mà mà đi khắp nó sớm đi tin nào mà mã. Đó, cảm như sao mà. Mùng 7. 8 giờ. 8 giờ là con kia mất hả? Dạ. Thì nó sáng sớm bán cái số rồi. Chị đi bán rồi. Bây giờ chị đi bán. Rồi sao giờ mấy 7 giờ em xuống để kiếm tiền cho đi bệnh viện đi chạy không kịp á. Ừ. Lúc là mất là có dấu hiệu gì rồi phải chạy vô bệnh viện. Cũng như là thấy nó tay chân nó quéo quéo rồi giật gì nè. Lúc đó ai phát hiện? Cha nó trong nhà phát hiện. Phát hiện hay rồi kêu em chạy qua bệnh kêu em lại. À. Và em không có tiền nữa. Ừ. Và em chạy được mượn tiền gần nhà đây nè. Mượn sáng được mấy triệu? Được mượn được 3 triệu. Rồi đưa đi tới bệnh viện chưa lúc đó? Đưa tới bệnh viện nó chết rồi. Chưa tới bệnh viện hả? Dạ, nó chết rồi luôn. À, xong quay ngược trở lại hả? Quay ngược trở lại. Không có vô bệnh viện hả? Ừ, con em mới đi mà em đi thì sao? Phan! À, chưa qua... Qua cầu chưa qua cầu nữa. Cũng như là đi chưa tới bệnh viện hả? À, là trở trở về luôn hả? Điện em á, em đi sao á? Rồi gia đình mình là mình không có dư để dành dụm sao, hai vợ chồng con không có dư tăng số sống qua ngày, không có dành dụm gì được cái gì hết hả? Một ngày bán được cái 100 vé hả? 100 vé rồi ông bệnh rồi mua thuốc chọn uống rồi đó, đó thuốc lao còn đó. Anh bị lao luôn hả? Lao á, lao lực á. Nằm bệnh viện ôi chát. Bệnh là 4 tháng rồi đó mà uống thuốc lao sinh cần lao được 3 tháng. Dạ, mình là chị là gánh vác gia đình luôn hả? Chị đi bán gì nuôi hết gia đình luôn? Dạ. Tôi giờ con... Thì con đó, mấy đứa con hai đứa có... gái nó ở riêng hết trơn rồi. Hai đứa gái là có xui rồi, có ở riêng rồi. Em có xui hết trơn rồi. Rồi bé nhỏ mất rồi có xui chưa? Hôm nay nó chưa. Chưa có vợ hả? Chưa. Chưa có vợ. Nó còn thanh niên á. Ừ. Mấy chị nó nhiêu tuổi? Nó cũng 30 rồi đó, tuổi tí á. Ừ. 27-30 tuần tí 70 mấy. Bây giờ thì Minh Tư cũng chia sẻ nãy giờ thì hồi sáng thì Minh Tư đã giúp cho chị mua một cái quan tài rồi. Dạ. Ha, rồi còn như là một số mạnh thường quân người khác người ta cũng cho chị lặt vặt á. Rồi mua rồi đều đủ thiếu gì chưa? Biết chưa? Em mua cũng còn không biết đủ chưa chứ biết nữa. Bởi vì biết sao không? Tại tiền hết đám làm đám gọi mới xuống xuôi mới tính tiền lần một. Ừ. Vậy cũng như là mua đồ chợ này kia mình thiếu sẵn phải không? Dạ, thiếu sẵn. Xong xuôi đám mày mới còn tiền trả. Chứ mấy anh chị giúp đỡ thì em mua lặt chặt này nè. À, cúng sư cũng gì cũng nhiều lần quá ha. Dạ. Tại bên người dân tộc á thì còn cúng tiền sư, nói chung là mỗi lần sư tụng thì bỏ bao thư vài trăm cho chị. Và gia đình thì cũng còn thiếu cái phần đó phải không? Tối nay tụng nữa phải không? Dạ. Mỗi lần tụng bao nhiêu vậy? Em chú không biết nữa, để làm rồi mới biết. Hồi nãy tụng là mấy vị, 4 vị hả? 4 vị cúng hết nhiêu tiền? 400. Một ông 100 thôi hả? Dạ, 400. À, thì không có tiền nhiều đâu. Thì mình tại tối nữa, tôi còn mà. À, tối còn cũng tụng nữa. Còn mai một ngày nữa, mốt mới thiêu. Thiêu dạ. Là ngày thứ 6 hả? Dạ, thứ 6. À, mấy giờ chị biết chưa? Sắp sáng, bữa sau, thứ 6 chắc chừng 9 giờ thiêu á. 9 giờ thiêu hả? Thì mình ta cũng chia sẻ video này thì mình ta cũng còn mong quý mạnh thường quân nhà hảo tâm nếu mà xem được có lòng trợ duyên giúp cho gia đình trong thời gian này và cũng đang cần rất là nhiều kinh phí tổ chức cái lễ tang này theo người phong tục Khmer. Thì quan tài thì nãy được mạnh thường quân cũng đã giúp cho một phần cũng đỡ rồi, một số cô chú mấy kênh nữa, xin lỗi mấy nhà hảo tâm thì làm thiện nguyện tại địa phương thì cũng mỗi người cũng cho một ít thì cũng mua đồ để nấu ăn, nói chung là cho bà con xứng phụ đám nè.
chắc cũng còn ít quá, không còn nhiều đâu ha, nên tháng giờ người ta cho tiền á. Dạ. Đâu đâu còn nhiều hả? Còn gì đâu, còn chừng đêm hôm nay còn 3,5 triệu đã hết rồi. 3 triệu mấy nó hết hả? Dạ. À, cứ chúc mua này chúc mua kia phải không? Giờ là hết, nó còn 3 triệu mấy là hết rồi đó. Dạ. Đó, bây giờ tôi tới chị còn nhiều thứ lắm ạ. À. Tôi ngày còn kinh nữa, không tiền nữa. Nói chung là sư thì không có đòi hỏi, thì mình cúng nhiều cúng á, mình để bao thư nhiêu để. Bây giờ để mình ta đăng video tiếp tục thì có cô chú nào xem được thì có thể giúp cho gia đình cho chị. Bây giờ một mình đảm nhiệm bán vé số của chú chị cái ngày quá 100 mấy à. Giờ con thì nằm một đống trên kia kìa, cũng tạm thời ổn cho chị một phần thôi. Bây giờ cố gắng ăn uống vô bằng có cái sức khỏe để lo đám. Chúc cho con nó một thuốc uống miếng à. Hả? Con nó một thuốc uống. Sao? Cho nó chạy nó một thuốc uống. Một thuốc uống hả? Mệt hả? Mệt đi bị đau khớp rồi đó. Ừ. Vô xương giả, xương đồ gói hết rồi nè. Xương đồ gói hết rồi. Ừ. Con trai Út à? Chào bác bại xin á. Con trai Út bây giờ đi rồi, bỏ mẹ rồi. Trai Út á. Mà ngày chứ hoàng còn bị khốp không à? Ừ. Bán cái số răng bán á. Ừ, mấy bữa trước nó có nói gì không? Nó có nói gì mình không? Ai? Ừ. Không, không nói gì, em nó còn ăn cơm chung với cha mẹ đâu có gì đâu. Không nói gì hết hả? À? Không. Không, hôm qua đây cần ăn cơm rồi nó mẹ con đi chơi đó mà. Ừ. Sáng gì không ở nhà luôn hả? Không, sáng, đi luôn. Không có về ngủ rồi sáng thấy nó về mà em bán số. Ừ. Chị cha nó ở nhà nè. Ừ. Rồi chút cha nó kêu nó mà con này nó bị sao kìa, nó lấy đi viện đi. Nhỏ con này đi kêu nữa, nó bán số mới được mấy tờ bà tiền đâu đưa đi. Ừ. Chị bán được 50 tờ đi chạy về nhà liền á. À. Tại nhà mượn tiền gần đây nè, ông này nè, mượn gần nhà được 3 triệu đưa đi chứ được một cút thôi. Cho nhỏ gái đưa đi em ở nhà. À. Cái em vừa đi tới đấy cứ nói mẹ chết rồi mẹ ơi, quay về đi. Ừ. Em quay về á. Dạ. Mới thấy vừa ấy là thấy ông bằng vô á. Dạ. Thấy chú bằng vô á. Mà bây giờ cố gắng lên ha. Dạ. Giờ tới lo cho bé đi, chừng nào thì Minh Tơ cùng với cô chú anh chị cho nó một thuốc khớp á. Thuốc khớp thì huyết áp. Ừ. Em huyết áp không à? Hai huyết khớp. Để rồi sau ha chị ha. Dạ. Thì đây lo gác lo đây thì Minh Tơ sẽ giúp cho chị chia sẻ video. Giờ anh ta thì cũng vừa mất thì cũng chưa tới giờ để liệm của chú chị, nói khoảng 1 giờ rồi đó mới liệm. Ông ta trước thì nội ngũ âm thì cũng chở chú chị, cái ngũ âm này thì mình cũng mướn cũng tốn tiền á, đội nhạc thì của địa phương thì đám tang này, cái dàn nhạc này nhiêu tiền chị? Mướn nhà bao nhiêu tiền? Hả? Nè. Thế ý là sạch mượn nghe. À vậy ba mà. Thường thường em chơi mấy đám kia là bao nhiêu tiền? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi hả? Dạ. Ôi là nhà 5 triệu rưỡi là cô chú anh chị. Chứ có tiền là cũng phải mướn không phải không? Nói chung là đám là phải mướn. Dạ dạ. À, thiếu đủ là tính sao? Dạ, và đám đám tang là phải có cái dàn nhạc này 5,5 triệu nữa. Giờ cũng chưa biết đủ tiền hay không ha. Thì cũng chưa biết có tiền trả dàn nhạc hay không, vì dàn nhạc thì cũng trả lại theo phong tục của người Khmer là phải đám tang là phải có dàn nhạc để đón sư rồi làm lễ. Bà con thì qua đây phụ rất là đông. Thank you.
Thì mình tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Chừng nào em trai này luyện xong xuôi thì tới ngày đưa em ấy đến lò ba tán thì mình tôi sẽ cập nhật tiếp tục. Thì trước mắt bây giờ mình tôi cập nhật cho cô chú chị xem trước. Cũng như là buổi sáng ngày hôm nay thì tôi được Mạnh Thường Quân ủng hộ 5 triệu để mua cái quan tài rồi. Bây giờ gia đình còn thiếu tiền dàn nhạc như kia nữa. Còn tiền lạc giặt thì sáng giờ thì cũng được Mạnh Thường Quân thì cũng cho khoảng 5-7 triệu rồi. Sáng cũng như là phía chú Quỳnh Bằng cũng đã ủng hộ 6-7 triệu buổi sáng ngày hôm nay thì giúp cho gia đình để mua đồ bông hoa trái cây này cúng. Giờ mình tôi xin tạm dừng video tại đây. Thì cuối video mình tôi xin kính chúc cô chú có nhỏ tâm. Cũng như là cảm ơn chị VVN đã ủng hộ cho gia đình một cái quan tài cho gia đình. Chúc chị nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Và mình tôi cũng xin hẹn với chú chị xem tiếp video sau của mình tôi.